Nhân chào anh chị ha. Hôm qua thì Nhân cũng có xem một clip của một cái anh gì đó ở trên TikTok á, là tìm kiếm những cái người khó khăn ở quanh khu vực của mình. Giờ này thì Nhân cũng tìm thử coi có thể xem mình có thể giúp được ai thì giúp ha. Đây, mình sẽ vô Zalo ha. Đó, vô Zalo mình thấy cái nó ghi cái này nè, Zalo Connect này ha, là có nghĩa là tính năng này là thực hiện cái gì đó là những người sống ở khu vực địa phương gần mình á đang gặp khó khăn ha, thì mình nhấp nhấp vô. Thì ở đây á thì nó sẽ cho cái là một á là mình gửi yêu cầu cấp tiếp tế hoặc là tư vấn y khoa, có nghĩa là mình còn hai á là mình xem người những cần giúp đỡ nè, giúp đỡ qua đây nè. Đó, hiện tại thì mình ở đây ha. Đó, bên đây đây là sông Đồng Nai ha. Nhân ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Để Nhân coi vòng vòng khu vực này. Hiện tại cái nói chung cái cơ bản là cái khu vực gần của Nhân ở. À, đây rồi. Nè, anh chị xem nè. Chỉ có một trường hợp thôi ha. Mình nhấp thử cho coi. Đây, đây có chị Ngô Thị Trúc Giang ha. Gia đình tôi cần hỗ trợ lương thực, vật dụng y tế vì dịch bệnh không làm ra tiền, đang rất cần hỗ trợ và xin giúp đỡ, cảm ơn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mua một tí lương thực và sẽ liên hệ với chị ha. À, đây là thông tin mình có nói chuyện với em sơ sơ ha. Thì em ấy cho biết là nhà có hai vợ chồng, hai bé, một bé 4 tuổi và một bé 3 tháng. Thì chồng làm hồ, thì bé này ở nhà để giữ con ha, mà 2 tháng này thì dịch bệnh không đi làm được ha. Rồi, ok nha cả nhà. Đây, hôm nay thì mình có gửi tặng chai nước mắm, một chai dầu ăn, một chai tương, rồi đường, bột ngọt ha, rồi xà bông, rồi thêm một bao gạo, rồi với con gà, rồi với vài rau củ quả nha anh chị ha. À, đây là con đường đi vô nhà chị Trúc Giang nha anh chị ha. Chồng á, thì làm hồ, vợ thì ở nhà trông bé, nhà có hai mẹ con, một bé thì 4 tuổi, một bé thì đang 3 tháng ha. Chồng vợ ở nhà thì giữ con thôi. Nói chung là dịch này thì nói chung là không có làm gì ra tiền nhiều. Nói chung mà phải chăm lo cho gia đình nữa ha. Thì sáng mình có điện á, thì chị đó kia thì mất trong bé nên không có chạy ra lấy được, nên bây giờ mình sẽ chạy vô ha. Đây anh chị ơi, mình đến nhà của chị Trúc Giang ha. Đây, nói chung là cũng hoàn cảnh rất cũng khó khăn ha. Đây thì mình cũng có đến là mình gửi tặng cho anh chị được một bao gạo nè ha, với 10 trứng trứng gà, rồi với con gà, này mẹ ba mẹ mình làm cho mình nha, ở gà phường. Rồi, ở đây thì có nước tương, mắm, muối, đường, bột ngọt, xà bông ha. Rồi, ở đây thì mình cũng có chút chỉ đỡ tí ha. Thì nói chung cái này là của ít lòng nhiều ha. Đây, mình cũng gửi cho anh chị 500 ha, để mua sữa cho con. Rồi, cảm ơn chị ha. Rồi, không có gì chị. Chị có gì nhận đem vô giúp em ha, tại vì dịch quá đứng xa xa một tí. Đây, nhà của chị đây. Khi mình đã ghi là đã giúp đỡ xong á, thì cái màu cam này á nó sẽ chuyển thành cái màu xanh. Là có nghĩa là nó sẽ ghi là bạn đã giúp đỡ người này. Đó, nha anh chị ha. Ngô Thị Trúc Giang ở xã Thanh Sơn, huyện Định Quán ha, tỉnh Đồng Nai. Rồi. Chúc anh chị mình nhiều sức khỏe ha, để vượt qua cái mùa dịch Covid này nha.